Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch như cộng đồng văn hóa lịch sử, song do còn gặp nhiều khó khăn trở ngại nên huyện Bắc Trà My chưa thể phát triển mạnh các loại hình du lịch này. Trước thực tế đó, huyện vùng cao đã và đang xây dựng định hướng phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi doanh nghiệp khơi dậy các giá trị văn hóa độc đáo truyền thống là điều mà huyện vùng cao này đang hướng đến. Điểm thuận lợi nhất trong phát triển du lịch ở huyện Bắc Trà My chính là có sự kết nối liên vùng giữa các huyện Tiên Phước và Nam Trà My. Thêm vào đó, bản sắc văn hóa của đồng bào Ca Dông, Co Mơ Nông còn lưu giữ khá nhiều. Và quan trọng nhất là đề án phát triển du lịch giai đoạn 2019-2024 vừa được Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Trà My thông qua. Đây chính là cơ sở để huyện vùng cao này phát triển nhanh, mạnh, loại hình công nghiệp không khói, từng bước tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. 3 tháng nay, nhà ông Hồ Văn Giác ở thôn Cao Sơn, xã Trà Sơn luôn đông vui. Hơn 20 thiếu nữ người Ca Dông đang theo học lớp đan lát do ông Giác truyền dạy. Tại đây, ông Giác đã cẩn thận chỉ bảo những chi tiết nhỏ nhất trong việc đan gùi, teo, xà lách, nia nhỏ cho các cô gái trong làng. Theo ông Giác, nghề đan lát của người Ca Dông có từ lâu đời và được truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, do xu hướng giao thoa hội nhập của nền văn hóa khác nhau, nên một bộ phận nam nữ thanh niên Ca Dông quên mất nghề truyền thống của cha ông. Do đó, từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Giác đã mở lớp truyền hết những bí quyết, kinh nghiệm để đan những sản phẩm truyền thống từ mây, tre của người Ca Dông. Việc mở lớp đan lát cũng là một trong những bước đi đầu tiên của huyện Bắc Trà My trong phát triển du lịch cộng đồng tại làng Cao Sơn. Ông đang teo nhỏ này, lát này, gùi này, nia nhỏ vòng tròn, cái nhỏ có, cái to có. Em học để em đang ra sản phẩm, trước mắt là phục vụ cho gia đình. Về tương lai thì em xin hứa sẽ đan lát nhiều hơn, ra các thành sản phẩm để phục vụ cho du lịch cộng đồng tại thôn Ca Sơn. Thấy học đều lắm, học đều đặn lắm, cả đưa môn đều biết hết, đều biết đàn hết. Cứ như là bằng ngày họ đi, bằng đêm á họ về họ lòn. Ông già là bài vẽ tụi con cho biết, mà coi như là anh nào mà chưa biết họ phải tiếp. Người nào biết á, là họ biết hết, coi như là lòng gan của ông già cũng rất vui. Không chỉ lưu giữ, khôi phục những ngành nghề truyền thống, mà tại thôn Cao Sơn, bà con Ca Dông nơi đây còn giữ khá nhiều lễ hội độc đáo. Trong đó, lễ hội Ăn Châu Huê được xem là nét văn hóa đẹp, mang tính cộng đồng cao. Bởi trong lễ hội này, ngoài sự chuẩn bị của chủ lễ, thì tất cả người dân trong làng cũng đều đến tham gia. Người góp củi, người góp gạo hay con gà, tất cả đều muốn cho ngày hội chung của làng thêm rộn ràng và mang đậm tính đoàn kết cộng đồng làng. Lễ hội Ăn Châu Huê là một trong những lễ hội lớn của người Ca Dông. Ngoài việc bày tỏ lòng thành kính với các đấng thần linh, thì lễ hội còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết các dòng tộc trong cùng một làng. Đồng thời là cơ hội để thế hệ trẻ trong làng được tiếp xúc học hỏi những điệu cồng chiêng, điệu múa và các nghi thức cúng xin truyền thống. Trên cơ sở của lễ hội này, ngành văn hóa huyện đang tiến đến xây dựng một sản phẩm du lịch đặc trưng ở mảnh đất Bắc Trà My. Đầm đầu quê từ ông bà cha mẹ từ trước đây là cha truyền con nội cho là con cháu từ ông cố ông lại mình để lại từ xưa, nhưng bây giờ là cái phong tục tập quán lễ đâm trâu huê về từ tập thể và từ cá nhân. Với những nét độc đáo từ làng nghề truyền thống, lễ hội, huyện Bắc Trà My đã bắt tay xây dựng làng Cao Sơn thành điểm du lịch cộng đồng theo đề án phát triển du lịch của huyện. Đây là lớp tập huấn phát triển du lịch cộng đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Bắc Trà My tổ chức tại thôn Cao Sơn. Tại đây, 40 hộ đồng bào Ca Dông đã được tìm hiểu những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu về hoạt động du lịch, lợi ích từ phát triển du lịch cộng đồng, quy trình xây dựng sản phẩm từ du lịch cộng đồng, những việc cộng đồng nên và không nên làm để phát triển du lịch bền vững. Cũng trong thời gian này,
các hộ đồng bào Ca Dong còn được chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng tại một số địa phương trong cả tỉnh và cả nước. Được biết trong giai đoạn 2019-2024, huyện Bắc Trà My triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Cao Sơn, xã Trà Sơn, với điểm nhấn là trang phục, nhà ở, văn hóa, nghề truyền thống, cảnh quan, phong tục tập quán, lễ hội của 40 hộ đồng bào Ca Dong tại đây. Về cái mô hình mà làm cái làng du lịch đó thì đối với người dân là rất là hưởng ứng vì được gìn giữ cái truyền thống của cha ông để lại. Để mà phát huy về cái bản sắc, cái văn hóa của dân tộc Ca Dong em. Trước mà bọn em giữ được cái bản sắc văn hóa là cái đội vùng chiên, là múa, ca hát về cái tiếng Ca Dong em, là bài thơ. Bài thơ những cô chú mà lớn tuổi họ gìn giữ cái đó. Và đường dây mình làm bằng cái lỗ ô rồi. Nói chung là áp dụng cái vật dụng có tại địa phương mình. Không chỉ Ca Dong mà tại huyện Bắc Trà My có nhiều thành phần dân tộc anh em còn lưu giữ khá nhiều nét văn hóa bản sắc độc đáo như nghệ thuật đấu chiêng người Cor, bộ gu và nghi lễ dựng cây nêu của người Cor, hay âm nhạc ẩm thực đặc sắc của người Pơnong, Cor, Mường. Và huyện vùng cao này đang tập trung khai thác các thế mạnh văn hóa dân tộc để phục vụ du lịch cộng đồng. Trong đó, lấy làng du lịch cộng đồng Cao Sơn làm điểm nhấn để lan tỏa rộng trong phạm vi toàn huyện. Đối với lại huyện Bắc Trà My là trên 50% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Ở đây là có nhiều cái bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là đối với bản sắc văn hóa dân tộc của người Co, người Ca Dong là người bản địa là đa phần. Thì đó là chúng ta tập trung vào cái du lịch cộng đồng, du lịch dựa vào cộng đồng. Ở đây thì chúng tôi đã quy hoạch xây dựng được cái nhà làng truyền thống, nâng cao nhận thức của người dân về cái du lịch cộng đồng, di dời các đàn gia súc trong cái khu dân cư người dân đang ở ra khỏi cái làng du lịch cộng đồng. Ngoài văn hóa tộc người thì tại Bắc Trà My còn sở hữu một quần thể di tích lịch sử được coi là địa chỉ đỏ để du khách gần xa tìm về. Đó chính là quần thể khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ nước Oa. Đây là khu căn cứ của cơ quan khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1960-1973. Nơi đây từng diễn ra các hội nghị quan trọng, là địa điểm tập huấn cho các cán bộ trung đoàn, sư đoàn, cán bộ cả tỉnh trong toàn khu về học tập nghị quyết của Đảng, góp phần cùng cách mạng miền Nam giành thắng lợi trong việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973. Bên cạnh đó, huyện Bắc Trà My còn có lòng hồ thủy điện Sông Chanh 2, hệ thống suối, thác với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Thế nhưng các giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên chưa được khai thác phục vụ du lịch triệt để. Bên cạnh đó, Bắc Trà My nằm trong hành lang phát triển phía Tây của tỉnh, nằm trên con đường kết nối giữa ba huyện trên tuyến Nam Quảng Nam. Nhưng đến nay vẫn chưa thể phát huy được các thế mạnh phát triển du lịch. Chưa có doanh nghiệp đến đầu tư trong lĩnh vực du lịch, nên chưa thể kết nối được tour tuyến. Hạ tầng cơ sở phục vụ cho du lịch còn nhiều hạn chế. Dù có nhiều lợi thế, nhưng chưa được phát huy. Hiện nay, cái tiềm năng phát triển du lịch của Bắc Trà My vẫn chưa được khai thác hết. Cũng có nhiều lý do. Đặc biệt là trước hết là về cái định hướng về phát triển du lịch của chúng ta. Trước đây thì cũng chưa định hướng một cách cụ thể. Thứ hai là hiện nay thì cái công tác mà đầu tư xúc tiến về phát triển du lịch vẫn còn là một điểm yếu của huyện. Thứ ba là những cái vấn đề liên quan đến kết cấu hạ tầng để kết nối các cái chuỗi về phát triển du lịch. Và chúng ta cũng chưa có sự liên kết trong phát triển du lịch giữa các địa phương với nhau. Cho nên đấy là điểm yếu chúng ta. Trước những khó khăn đó, huyện Bắc Trà My đã và đang hướng đến phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Huyện vùng cao này đã xây dựng đề án phát triển du lịch, trong đó tập trung cho du lịch lịch sử, cộng đồng, sinh thái, trải nghiệm văn hóa. Với 20 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm đồng bào Ca Dong, Co, Xê Đăng, Mơ Nông là người bản địa, tạo nên bức tranh văn hóa sống động, đa sắc màu. Loại hình văn hóa phi vật thể có nghi lễ truyền thống như lễ hội Tết Mùa, lễ cúng lúa mới, lễ cầu mưa, nghi lễ dựng cây nêu và bộ gu của người Co.
các điệu múa cổng chiêng, hát treo, sờ ru, a giới, đàn đá, amap vẫn được các nghệ nhân gìn giữ và lưu truyền. Công tác sưu tầm văn hóa vật thể và phi vật thể của các đồng bào dân tộc anh em đang được triển khai thực hiện, đã sưu tầm được 135 hiện vật của tộc người Co và Ca Dong. Ngoài ra, huyện Bắc Trà My đã đầu tư vào làng văn hóa Cao Sơn các hạng mục về hạ tầng, phục vụ cho phát triển du lịch về làng văn hóa này. Huyện cũng đã làm việc với người dân, thống nhất phương án thực hiện phục vụ phát triển du lịch cộng đồng theo hướng tạo việc làm, phát triển kinh tế, giảm nghèo cho người dân. Trước mắt là tập trung nâng cao nhận thức, hướng dẫn cho người dân biết cách làm du lịch cộng đồng. Người dân sẽ di rời các khu chuồng trại, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp. Đi kèm với đó là việc gìn giữ bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc để phục vụ phát triển du lịch, định hướng phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế, xã hội, các huyện phía Tây của tỉnh. Vì thế, Bắc Trà My đang kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư. Nguồn lực mạnh mẽ từ doanh nghiệp mới có thể tạo lực đẩy cho du lịch phát triển, kết nối vùng du lịch của tuyến 3 huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My. Và để tiếp tục mà thực hiện tốt cái công tác mà xúc tiến đầu tư phát triển du lịch thì một trong những vấn đề trọng tâm là chúng ta phải định hướng được phát triển du lịch. Mà thể hiện cái đó là vừa rồi tỉnh cũng đã có một cái nghị quyết về phát triển du lịch các huyện miền núi. Bản thân huyện cũng có một nghị quyết của Hội đồng dân huyện, nghị quyết 58 về phát triển du lịch của các huyện của huyện trên địa bàn huyện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Thì đấy là một trong những cái định hướng lớn. Ngoài ra thì huyện cũng đã tổ chức cụ thể các vấn đề đến liên kết phát triển du lịch, đặc biệt là cái vùng Tây Nam, Quảng Nam là gồm có Bắc Trà My, Tiên Phước và Nam Trà My nhằm định hướng phát triển du lịch trong cái chuỗi du lịch của ba cái vùng Tây Nam, Quảng Nam và cũng tiếp tục kêu gọi xúc tiến đầu tư về hỗ trợ hạ tầng cũng như là các cái dịch vụ cũng như sản phẩm để phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Trà My. Thì cái đầu tiên chúng ta bắt tay vào là làm thế nào để ra những cái điểm du lịch mà được công nhận là cái đầu tiên. Cái thứ hai là chúng ta phải kết nối được các địa phương để phối hợp với các sở ban ngành xúc tiến các cái tour du lịch lên trên địa bàn huyện chúng ta. Cùng với định hướng phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội các huyện phía Tây của tỉnh, Bắc Trà My đang kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư. Nguồn lực mạnh mẽ từ doanh nghiệp mới có thể tạo lực đẩy cho du lịch phát triển, kết nối vùng du lịch của tuyến 3 huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My. Ngoài du lịch có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với chủ trương phát triển du lịch, tạo ra sự đồng thuận cao trong việc bảo vệ các di tích, đồng thời phối hợp với các huyện quy hoạch tổng thể về du lịch, kêu gọi xúc tiến đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Có như vậy, tiềm năng du lịch của huyện Bắc Trà My và các huyện khác ở phía Nam tỉnh mới được khai thác, từng bước bảo tồn phát huy tài nguyên du lịch và góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Du lịch huyện Bắc Trà My đang ngày càng được chú trọng để lan tỏa các điểm đến hấp dẫn. Điều đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch có nhiều sự lựa chọn để khai thác, xây dựng và phát huy các sản phẩm du lịch đặc sắc, đặc trưng của vùng đất này. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho du lịch Bắc Trà My khởi sắc hơn trong chặng đường phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.